Rước ngày, rước ngày, rước ngày. Sao, lúc sau rồi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại. Giờ đây là hệ Vario 62 tự do. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hấp dẫn à. Vé vớt đó mọi người thì cái sơ tính bằng số giây.
thì coi đã thiệt. Lên nữa vậy.
ngày luôn. Rước ngày, rước ngày, rước ngày. Sao có sao? Quá rước. À, tay sẽ lắc quá. Chứ không sao, không sao. Tại vì có bảo hộ hết mọi người. Không sao, không sao, không sao. Rất ghê, rất khá là ghê luôn mọi người. Đã tốc độ cao á, rất. Rất tức tự chút cái kia lên tới đây luôn. Rồi trở lại nha mọi người. Bén quá.
chuẩn bị. Cũng may là lúc đầu bị kẹt ra, chứ mà đang đâm lên mà bị kẹt là khổ lắm mọi người. Không biết gì xảy ra nữa. Không thắng không được rồi. Thật luôn, còn luôn. Mà sao sao khắc phục xong rồi chạy tiếp. Thank you.
Còn mình nguyên buổi tổng cộng chúng ta về trong ngày là 26 chúng ta về qua một cặp đấu tiếp theo. Bây giờ sẽ tranh 3-4 trước. Tranh 3-4 sau đó là sẽ chạy nhất gì. Rồi bây giờ sẽ là nhất nhì nha. Chung câu lạc bộ. Rồi kết thúc cái hệ Vario sát hại tự do ha.